Rồi sau khi đã sửa xong cái motor ha, giờ mình làm mình hành là cái máy cắt cỏ như thế này. Thì đây là hai cái bánh xe, cái liệu ha, để kiếm một cái thanh sắt dựng hai tấc, hàng hai bánh xe vô, bánh xe vô. Đây mình làm một cái bát, rồi cái cây này, cây này, để cây của cây lau nhà tận dụng người lượng rồi. Cây này có thể là tăng dài tăng ngắn, kéo dài kéo ngắn nè, dài rồi. Rồi. Ở đây mình nối riêng một cái công tắc, để làm bằng cho nó dễ.